Rất nguy hiểm. Công Phượng rất đáng tiếc khi mà Công Phượng đã dứt điểm. Cầu thủ đá cánh của chúng ta là Văn Thanh và Văn Hậu đang có một mật độ hoạt động rất dày. Một tình huống nguy hiểm mà U22 Thái Lan vừa tạo ra. Bóng vừa vào chạm vào sàng ngang khung thành của Phí Minh Long. Chúng ta đang được xem lại tình huống đá phạt góc này. Một cú sút từ xa rất nguy hiểm ở một vị trí chính diện đối với khung thành của đội tuyển U22 Việt Nam. Những tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân có sự tham dự của đông đảo các cầu thủ hai bên. Bùi Tiến Dũng đối mặt với Golacic. Một pha phản gián tuyệt vời của Phí Minh Long đã ngăn chặn cú đá của Golacic. Không có một cầu thủ nào của chúng ta kèm số 18 của U22 Thái Lan. Nhưng Phí Minh Long đã rất bình tĩnh để cản phá. Đó đã là cơ hội thứ hai. Đánh ba rất hay. Hồ Tuấn Tài dứt điểm. Rất không may mắn cho chúng ta khi mà một pha phả của Duy Mạnh. Duy Mạnh trong trận đấu này đã không có mặt trong đội hình ra sân. Một lần nữa chúng ta xem lại pha xử lý của Hồ Tuấn Tài. Pha dứt điểm rất tốt của Tuấn Tài. Tuy nhiên thì ở U22 Việt Nam chắc chắn là những pha phản công của chúng ta sẽ được phát huy ở trong những phút tiếp theo. Sampaudi vẫn là Sampaudi. Rất thoáng. Dứt điểm. Sampaudi đã có một tình huống rất thoải mái đi bóng trước vòng cấm địa của chúng ta. Rõ ràng lúc này thì chúng ta đã chúng ta cùng xem cầu thủ chúng ta dàn xếp tình huống này như thế nào. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta phải nhận những tình huống đá phạt gián tiếp. Và như vậy là cầu thủ Thái Lan đã có được bàn thắng mở tỷ số. Người vừa lập công là Salalak. Một tình huống rất đáng tiếc dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Một tình huống rất nhạy cảm. Chúng ta đã không thể làm gì hơn với một pha dứt điểm rất cận hành như vừa rồi. Cầu thủ vừa ghi bàn dành cho Thái Lan là cầu thủ mang áo số 16, Petey Watt. Tiến Dung. Văn Hậu dứt điểm. Một pha dứt điểm mang lại hy vọng dành cho chúng ta. Văn Hậu đã có một bàn thắng rất đẹp mắt vào lưới của Timor Leste trong trận đấu đầu tiên. Những pha xử lý sở trường của đoàn Văn Hậu. Hồng Duy rất bình tĩnh. Hồng Duy tưởng chừng như đã có một quả penalty thì điểm phạm lỗi của Hồng Duy là ngoài vòng cấm. Một quyết định rất chính xác của trọng tài Quang Di. Một pha đột phá rất bất ngờ của Hồng Duy. Một cơ hội dành cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Những tình huống rất nguy hiểm. Như vậy là đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta đã phải nhận bàn thua thứ hai. Rất đáng tiếc. Một tình huống xử lý không tốt của Phí Minh Long. Chúng ta xem lại tình huống này. Một tình huống không có gì quá nguy hiểm. Chúng ta đang làm chủ tình hình khi mà Phí Minh Long băng ra thì tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Văn Thành vẫn đang làm chủ tình huống trong tình huống này. Khi mà Phí Minh Long băng ra thì rõ ràng là một quyết định không hợp lý. Rất đáng tiếc dành cho các thủ U22 Việt Nam. Cả hai bàn thua của chúng ta đều có những lỗi của thủ môn. Một lần nữa thì
tâm lý của Phí Minh Long. Quang Hải đang băng lên ở phía trên. Và như vậy đã một lần nữa mang lại hy vọng dành cho chúng ta. Một bàn thắng lúc này sẽ rất quý giá dành cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Và phạm lỗi rất rõ ràng của cầu thủ U22 Thái Lan. Công Phượng rất đáng tiếc khi mà Công Phượng đã dứt điểm cơ hội 10-10 như vậy mà chúng ta đã đánh mất, rất đáng tiếc. Một ngày thi đấu rất kém may mắn của cầu thủ U22 Việt Nam. Lúc này thì Công Phượng chỉ để thử thách dành cho cầu thủ Việt Nam. Sampaoli dứt điểm. Và như vậy là đã có bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ Thái Lan. Một lần nữa thì sự nguy hiểm của Sampaoli đã được thể hiện. Đây là cầu thủ Việt Nam chúng ta bị bỏ lỡ thì ngay lập tức Thái Lan đã có được bàn thắng. Sampaoli, niềm hy vọng của Thái Lan đã lên tiếng. 3-0 dành cho Thái Lan rồi. Rất đáng tiếc cho cầu thủ Việt Nam. Bản lĩnh một lần nữa đang bọn em đã thua một trận như này, bọn em cũng rất là buồn. Và bây giờ em mới nghe được tin này thì em thật sự rất đội rất có lỗi với chú, và em cũng như toàn đội sẽ xin lỗi chú và xin lỗi người hâm mộ đã kỳ vọng vào bọn em mà bọn em không thể làm được. Nghĩa là chú cũng có dặn bọn em là phải cố gắng để không để vì một thất bại này mà gục ngã được, nên là bọn em sẽ chắc chắn bọn em sẽ thành công trong tương lai. Dạ, đây thất bại là thất bại của cả đội chứ không phải là thất bại của mình cá nhân nào hết, nên là đấy là cả đội đã không làm được thì đó là thất bại của cả đội. Dạ, thì hôm nay em cũng đã cố gắng hết sức mình nhưng mà em đã không làm được cái gì giúp cho đội thì em cũng cảm thấy rất là buồn.